Lực lượng phòng vệ Israel IDF cho biết, trong ngày 4 tháng 10, Hezbollah bắn khoảng 180 quả tên lửa vào khu vực phía bắc Israel. Đợt tập kích mới nhất diễn ra với khoảng 70 quả tên lửa được phóng đi từ phía nam Liban nhằm hướng miền bắc Israel. IDF tuyên bố một lượng lớn tên lửa của Hezbollah bị lưới phòng không Israel đánh chặn, số còn lại rơi vào khu vực chống trải và không gây ra thương vong. Trong khi đó, một số nguồn tin Ả Rập khẳng định số tên lửa Hezbollah bắn sang Israel trong ngày hôm qua không dưới 200 quả, tương đương những ngày trước đó. Điều này cho thấy nhóm vũ trang Liban vẫn sở hữu một lượng lớn tên lửa cùng bệ phóng. Trong khi đó, IDF tuyên bố đã đánh phá thêm nhiều mục tiêu quan trọng của Hezbollah ở Liban trong ngày 4 tháng 10. Đặc biệt, chiến dịch tấn công trên bộ bắt đầu từ đêm 30 tháng 9 vào phía nam Liban đã loại khỏi vòng chiến đấu 250 tay súng, trong đó có 21 tư lệnh chiến trường của Hezbollah. IDF khẳng định lực lượng Hezbollah ở phía nam Liban đã bị vắt kiệt sức sau các đòn tấn công ác liệt của không quân, pháo binh và bộ binh Israel những ngày qua.